Tôi yêu đội bóng này cùng các cổ động viên hơn bất cứ nơi nào khác. Thành thật mà nói, tôi không tưởng tượng được điều này trước khi tới đây. Tôi yêu quý tất cả mọi người ở đây. Anas là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi. Đó là những chia sẻ chân thành nhất của Cristiano Ronaldo sau khi anh được các đồng đội tặng một chiếc bánh khổng lồ nhân dịp siêu sao người Bồ Đào Nha cán mốc 40 bàn thắng trong năm 2023. Chiếc bánh còn có fan mừng xoay người xỉu đã trở thành thương hiệu của CR7, cùng với hình ảnh Ronaldo đang thi đấu ở hai màu áo đỏ và màu áo xanh lá của đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha và màu vàng và xanh dương của Anas. Thực tế, khi được nhận món quà bất ngờ từ những người đồng đội của mình, Ronaldo đã không giấu khỏi sự xúc động trước những tình cảm mà đội bóng đang đứng thứ 3 tại Saudi Pro League dành cho mình. Đã rất lâu rồi, chúng ta mới được chứng kiến một Ronaldo hạnh phúc đến như vậy sau khoảng 10 tháng thời gian vướng vào những lùm xùm với đội bóng cũ từng là mái nhà của mình Manchester United và bị lu mờ trước đại kình địch Lionel Messi. Có lẽ với một tâm trạng thoải mái như vậy mà ngôi sao sắp bước qua tuổi 39 vẫn đang rất thăng hoa và duy trì một phong độ hủy diệt ở cả cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Không phải Messi, không phải Haaland, cũng chẳng phải là Mbappe, mà chính xác là Ronaldo mới là cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất trong một năm dương lịch 2023. Bên cạnh đó, siêu sao người Bồ Đào Nha cũng là cầu thủ đầu tiên cán mốc 50 bàn thắng lẫn kiến tạo trong năm này. Tổng cộng, sau 19 năm thi đấu đỉnh cao, Ronaldo đã có con số 860 bàn thắng trong sự nghiệp, trong đó là 127 bàn thắng anh ghi được ở cấp độ đội tuyển quốc gia, là một trong những tay săn bàn hàng đầu trong lịch sử bóng đá thế giới. Xa hơn nữa, Ronaldo và Messi đã cùng nhau thiết lập một kỷ lục rất khó bị đánh bại, đó là trở thành hai cầu thủ duy nhất hiện tại vẫn còn thi đấu, ghi được 100 bàn thắng ở 3 thập kỷ khác nhau. Nhiều anti-fans cho rằng Ronaldo dường như đã hết thời kể từ ngày anh khăn gói rời khỏi châu Âu và chuyển sang thi đấu dưỡng già tại Anas. Nhưng đúng là phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi. Đẳng cấp của Ronaldo thậm chí có thể so sánh như một củ gừng, càng già thì gừng càng cay. Siêu sao người Bồ đang chứng minh mình có thể duy trì thể trạng chơi bóng đỉnh cao đến tận năm 41 tuổi. Và còn có tham vọng một ngày nào đó, anh cùng con trai Ronaldo Jr. có thể sát cánh cùng nhau trong màu áo của Anas. Đó là một viễn cảnh đẹp và hoàn toàn có thể xảy ra nếu chúng ta chứng kiến phong độ hủy diệt của Ronaldo ở thời điểm hiện tại. Đúng là Ronaldo đã có một mùa giải 2022-2023 cực kỳ khó khăn cả trong và ngoài sân cỏ. Trong nửa đầu tiên của mùa giải tại Man United, Ronaldo thường xuyên bị cho dự bị và bị loại khỏi kế hoạch của tân huấn luyện viên lúc bấy giờ là Erik ten Hag. Phong độ tụt dốc cùng nhiều hành động không đẹp lẫn thiếu chuyên nghiệp như lẳng lặng rời bỏ vào đường hầm trong các trận đấu chưa kết thúc và đỉnh điểm là bài phỏng vấn nói xấu nơi từng được coi là mái nhà của mình với nhà báo Piers Morgan đã khiến cho anh bảy từ vị thế một huyền thoại tại nhà hát của những giấc mơ trở thành một cầu thủ từng gây rối và bị Kamarosian ghét cay ghét đắng như trường hợp của Angel Di Maria, Romelu Lukaku hay Paul Pogba. Mùa giải của Ronaldo thậm chí còn trở nên tăm tối hơn khi đại kình địch Lionel Messi trở nên thăng hoa hơn bao giờ hết với danh hiệu Ballon d'Or lần thứ 7 trong sự nghiệp với chiến tích vô địch World Cup 2022 cùng với đội tuyển Argentina và tỏa sáng rực rỡ trong màu áo của Inter Miami, tạo nên cơn sốt cho hàng triệu người yêu bóng đá trên khắp nước Mỹ. Cũng như những đồn đoán là chủ nhân danh hiệu của quả bóng vàng năm nay dự kiến sẽ được trao giải vào cuối tháng 10 sắp tới đây. Dường như cả thế giới đang dành cho El Pulga một sự chú ý đặc biệt nhiều hơn rất nhiều so với CR7. Những bàn thắng mà Ronaldo ghi được tại giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út gần như bị lu mờ bởi những phép thuật mà Messi tạo ra trong khoảng thời gian gần đây. Một câu hỏi được đặt ra là liệu chúng ta có đang kỳ vọng quá cao nơi Ronaldo hay không? Bởi những thành tích mà Ronaldo ghi được trong năm nay vẫn xứng đáng được công nhận và không đáng bị dìm hàng đến mức như thế này. Có một điều mà chúng ta cần phải thừa nhận rằng dù đã hơn 35 tuổi và sắp gần giải nghệ, nhưng cả Messi lẫn Ronaldo đều đang thể hiện những màn trình diễn ở đẳng cấp cao nhất, đều đang làm những điều tuyệt vời nhất cho những đội bóng mà hai anh già này đang thi đấu. Và đặc biệt là với trường hợp của Ronaldo, hiếm có một cầu thủ nào có thể duy trì được khả năng chơi bóng đỉnh cao như anh khi đã bước sang giai đoạn gần như là phía bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Ronaldo hiện nay vẫn đang dẫn đầu danh sách vô phá lưới tại Saudi Pro League với 11 bàn thắng chỉ sau 8 trận ra sân cho Anas, qua đó giúp cho đội bóng áo vàng xanh đang đứng ở vị trí thứ 3 với 22 điểm có được, kém 4 điểm so với đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng là Al Hilal. Và mới đây nhất, Ronaldo đã khiến cho các cổ động viên của Anas phải mê mẩn vì siêu phẩm sút phạt hàng rào của mình, giúp cho đội bóng chủ sân Al Awan Park lội ngược dòng kịch tính trước Damac vào cuối tuần qua. Đó là bàn thắng từ chấm đá phạt hàng rào thứ 61 trong sự nghiệp của siêu sao người Bồ Đào Nha. Chưa dừng lại ở đó, Ronaldo còn đang là chân kiến tạo hàng đầu ở giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út với 5 lần dọn cỗ cho các đồng đội. Nên tiếp tục duy trì được phong độ hiện tại, Ronaldo nhiều khả năng sẽ cùng với Anas có lần thứ 10 vô địch giải đấu quốc nội và xa hơn nữa là cùng với đội bóng này có lần đầu tiên vô địch AFC Champions League và điều này thì hoàn toàn có thể xảy ra.
Giống với trường hợp của Messi tại PSG, Ronaldo cũng đã có một quãng thời gian chơi bóng không mấy hạnh phúc trước khi rời khỏi châu Âu để dưỡng già. Nhưng khi tâm trí của cả hai anh già này không còn bị áp lực bởi truyền thông nữa và có những người đồng đội, ban lãnh đạo cũng như các cổ động viên của đội bóng mới lúc nào cũng yêu mến mình, chắc chắn niềm cảm hứng chơi bóng của Higuaín đang trở lại. Sau khi ghi được siêu phẩm vào lưới của Damac vào cuối tuần qua, Ronaldo đã không giấu nổi sự hạnh phúc. Quả là một bầu không khí tuyệt vời trên sân vận động ngày hôm nay. Tôi hạnh phúc với chiến thắng này. Toàn đội sẽ tiếp tục tập luyện chăm chỉ trong từng trận đấu. Cảm ơn các fan vì sự ủng hộ đáng quý. Những gì đã xảy ra tại Anas, từ những người đồng đội, từ ban lãnh đạo cho đến các cổ động viên đều khác xa hoàn toàn so với sự u tối mà Ronaldo đã phải trải qua trong những ngày cuối tại Old Trafford. Không còn nữa những lời chỉ trích thậm tệ, cũng không còn những quyết định bất công đầy ải anh trên bàn ghế dự bị. Những người đang làm việc với Ronaldo đang dành cho anh một sự tôn trọng và yêu quý nhất định, bởi CR7 đang mang đến những điều tuyệt nhất, đẹp nhất không chỉ riêng Anas mà còn cả nền bóng đá của quốc gia vùng Trung Đông này. Chân tình đáp lại chân tình, Ronaldo cũng không phụ tình yêu thương của họ mà đáp lại bằng những màn trình diễn tuyệt vời ở trên sân cỏ. Luis Castro, huấn luyện viên trưởng của Anas đã nhận ra điều này như sau. Cristiano Ronaldo đang trải qua một giai đoạn rất hạnh phúc. Cậu ấy ý thức được rằng mình đang sống những giây phút cuối cùng của sự nghiệp nên không có gì tốt hơn là tận dụng tối đa khoảng thời gian đó. Những gì Ronaldo đã làm được sẽ đồng hành với anh ấy mãi mãi. Tôi thực sự rất thích thú khi được làm huấn luyện viên có một cầu thủ đã lớn tuổi nhưng vẫn yêu bóng đá, yêu tập luyện, yêu đồng đội. Cậu ấy là tấm gương cho các đồng đội noi theo. Điều khiến tôi ấn tượng hơn hết là Ronaldo dường như biết tất cả các con đường. Con đường tập luyện, con đường đến sân cỏ, con đường dẫn đến bàn thắng. Và bây giờ, anh ấy đã biết được con đường dẫn đến hạnh phúc. Hạnh phúc luôn luôn là chìa khóa dẫn đến sự thành công. Khi bạn cảm thấy vui vẻ, tự khắc mọi việc lúc nào cũng trở nên trơn tru hết. Cá nhân Ronaldo đã không hạnh phúc trong hơn 1.5 năm tại Man United, nhưng anh đã tìm được con đường hạnh phúc của riêng mình, đo đường tới với Anas tại Saudi Pro League và chứng kiến đội bóng cũ của mình đang ngày càng mục nát. Có thể thấy Ronaldo đã chọn cho mình một nền văn minh đúng đắn. Tất cả mọi thứ ở đây đang giúp cho Ronaldo chữa lành và tìm lại hạnh phúc ngày nào. Từ đó, như Phượng Hoàng được hồi sinh từ đống tro tàn, Ronaldo đã vươn lên và đang trở thành một trong những cầu thủ có phong độ tốt nhất trong năm dương lịch 2023.